Em chào quý vị và các bạn nha. Thì chào mọi người đã đến trở lại với kênh Sếp Đàn Duy Nguyễn. Thì Duy Nguyễn sẽ test cho đàn guitar phím lõm thùng gỗ đẹp ha. Đây, gỗ đẹp. Đây, Duy vừa set up xong ha. Thì đây, mặt trước mặt sau. Đây rất đẹp nha. Thì cái này là có giá là 1.800.000 nha cả nhà. Tặng kèm bao da. Bây giờ em sẽ test thử cho mọi người nghe cái âm sắc đó. Tiếng rất lớn nha em, khoảng cách không xa nha. Cái đàn kêu khá là ok nha. Nó cũng khá là đẹp, mẫu mã đúc kết cũng khá là đẹp ha. Đây khóa đúc nha cả nhà. Rồi, thì cái đàn này giá 1.800.000 nha. Thì ba chưa bao gồm phí vận chuyển. Thì địa chỉ của Duyên là chợ Phú Hiệp, Tâm Nông, Đồng Tháp. Thì mọi người lưu ý hàng đến nơi, mọi người kiểm được quyền kiểm tra và trước khi thanh toán tiền nha. Dạ, có được test thử luôn. Dạ. Anh thoải mái ha. Thì mình nói chung buôn bán đâu đó người thật việc thật. Thì mọi người nhớ đăng ký kênh và ủng hộ Duyên nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Hẹn gặp lại video tiếp theo nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh để đón xem những video mới của Duyên nha. Cảm ơn mọi người nha.